Cô xin chào các em học sinh khối 11 của trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong. Cô rất vui được gặp lại các em trong tiết học online sáng ngày hôm nay. Trong bài văn nghị luận, thao tác lập luận phân tích giữ vai trò quan trọng, quyết định phần lớn đến sự hình thành, sự thành công của bài văn. Thao tác lập luận phân tích nhằm mục đích gì? Cách thức tiến hành như thế nào? Bài học hôm nay sẽ làm rõ những vấn đề ấy. Và bài học thao tác lập luận phân tích sẽ giúp các em hiểu sâu hơn các thao tác trong văn học và trong đời sống. Mời các em chúng ta cùng vào bài học. Thao tác lập luận phân tích. Về mục tiêu của bài học, thứ nhất là kiến thức. Các em hiểu được thế nào là lập luận phân tích và vai trò quan trọng của thao tác lập luận phân tích trong việc làm văn nghị luận. Về kỹ năng, các em nắm được cách thức tiến hành thao tác lập luận phân tích trong một bài văn nghị luận xã hội hay trong một bài văn nghị luận văn học. Về thái độ, góp phần hình thành thói quen phân tích và lập luận phân tích trong khi viết về một bài văn nghị luận ở nhà trường và trong các hoạt động nghị luận. Trong các hoạt động nghị luận mà các em còn phải tiến hành sau khi ra trường. Trúc của bài học ngày hôm nay. Một, mục đích yêu cầu của thao tác lập luận phân tích. 2. Cách phân tích. 3. Luyện tập. 4. Bài tập tự luyện. Trước khi đi vào bài học ngày hôm nay, kem nhớ lại cho cô khái niệm về phân tích là gì. Phân tích là chia đối tượng, sự vật, hiện tượng, sự việc ra thành các yếu tố để đi sâu, xem xét một cách cặn kẽ, chi tiết, nội dung và mối quan hệ bên trong cũng như bên ngoài của chúng để nhận thức đối tượng một cách đúng đắn, sâu sắc hơn. Và bây giờ chúng ta đi vào mục một lớn, mục đích yêu cầu thao tác lập luận phân tích. Để hiểu hơn về phân tích, chúng ta đi tìm hiểu ngữ liệu một trong sách giáo khoa trang 25. Kem cùng theo dõi đoạn trích. Đọc đoạn trích sau đây và thực hiện các yêu cầu ở dưới. Nhưng trong xã hội này, bẩn thỉu và bẩn tiện thì có lẽ không ai bằng Sở Khanh. Trong các nghề bất chính ngày xưa, có một cái nghề rất tồi tàn là nghề sống bám vào các thanh lâu, nghề làm chồng hờ của gái điếm. Nhưng trong cái bọn tồi tàn ấy, cũng rất ít ai tồi tàn như Sở Khanh. Sở Khanh vờ làm nhà nho, làm hiệp khách, và Sở Khanh vợ yêu để kiếm trác. Để đánh lừa một người con gái, người ấy lại là người vì hiếu thảo mà rơi vào chốn lầu xanh, lại là người đã tỏ ra rất tin, rất đội ơn Sở Khanh. Và Sở Khanh lừa người ta là để người ta bị đánh đập tơi bời, bị ném vào kiếp lầu xanh, không cách gì chống lại. Cho nên lúc tú bà đuổi tới nơi và Sở Khanh rẽ dây cương biến mất, tâm lý của bất kỳ ai dầu hiền lành đến mấy khi đọc tới đó là giá có cách gì tóm được Sở Khanh thì cái việc đầu tiên là phải đánh cho một trận. Nhưng cái tàn nhẫn và vô liêm sỉ của Sở Khanh không phải chỉ có thế, hắn còn đi xa hơn nữa. Sau đó hắn còn dẫn mặt mo đến
mắn ác kiều và toan đánh Kiều nữa. Cái trò lừa bịp và lừa bịp xong là trở mặt này lại không phải là chuyện ngẫu nhiên, chuyện một lần. Theo Mã Kiều thì cái chuyện này hẳn đã diễn ra không biết lần thứ mấy. Hắn đã thành tay nổi tiếng bạc tình. Nhân vật Sở Khanh hoàn thành bức tranh về các nhà chứa, nó là cái mức cao nhất của tình hình đồi bại trong xã hội này. Đây là đoạn trích của Hoài Thanh toàn tập. Tập 2, nhà xuất bản Văn học Hà Nội năm 1999. Nhiệm vụ học tập, chúng ta sẽ trả lời các câu hỏi sau. 1. Xác định nội dung ý kiến đánh giá của tác giả đối với nhân vật Sở Khanh. Để thuyết phục người đọc, tác giả đã phân tích các ý kiến của mình như thế nào? 3. Chỉ ra sự kết hợp chặt chẽ giữa phân tích và tổng hợp trong đoạn trích. Chúng ta cùng đi đến trả lời các câu hỏi sau. Em nhìn đây là một sơ đồ tóm tắt của đoạn trích. Chúng ta sẽ xác định nội dung ý kiến đánh giá của tác giả đối với nhân vật Sở Khanh như thế nào. Trong câu mở đoạn, nhưng trong xã hội này bẩn thỉu và bẩn tiện thì có lẽ không ai bằng Sở Khanh. Đây là câu mở đoạn. Và luận điểm này nói về bộ mặt xấu xa của một nhân vật trong xã hội chuyển kiều. Đó chính là nhân vật Sở Khanh. Được tác giả cô đúc trong hai từ bẩn thỉu và bẩn tiện với mức độ của nó là không ai bằng. Như vậy đây là luận điểm của đoạn trích. Từ luận điểm lớn này, tác giả đã làm sáng tỏ luận điểm, tức là làm rõ bộ mặt bẩn thỉu của nhân vật Sở Khanh, bẩn thỉu, bẩn tiện, không ai bằng. Tác giả đã chia tách thành một hệ thống luận cứ nối tiếp nhau một cách logic. Và đây là những luận cứ tác giả phân tích. Luận cứ thứ nhất, Sở Khanh sống bằng nghề bám vào nhà chứa. Sở Khanh sống bằng nghề đồi bại bất chính, sống bằng nghề bám vào thanh lâu, làm chồng hờ các gái điếm. Nhưng Sở Khanh là kẻ đồi bại nhất trong những kẻ làm cái nghề đồi bại bất chính đó. Đó là luận cứ thứ hai. Sở Khanh vừa làm nhà nho, làm hiệp khách, vừa yêu để kiếm trác, đánh lừa một con gái ngây thơ, hiếu thảo. Vì hiếu thảo mà Kiều bị rơi vào chốn lầu xanh, lại là người rất tin và đội ơn hắn. Như vậy, người bị gạt là cô Thúy Kiều, cô gái hiếu thảo, hết lòng tin và đội ơn hắn. Đây là luận cứ thứ ba. Sở Khanh còn lừa người ta để họ bị đánh đập tơi bời, bị ném vào kiếp lầu xanh, không cách gì cưỡng lại được. Như vậy Sở Khanh đã lừa gạt Kiều để cho nàng khổ nhục hơn. Và hắn đã còn trơ cái mặt, trơ cháo, bỏ trốn, còn dẫn mặt mo đến mắng Kiều, định đánh Kiều. Như vậy, hắn lừa bịp xong, hắn lại trở mặt ngay. Hắn còn dẫn cái mặt mo đến mắng ác Kiều,
và làm toan đánh Kiều nữa. Cái trò trở mặt này đã diễn ra nhiều lần, khiến hắn trở thành tay nổi tiếng bạc tình ở Lầu Xanh. Sự kết hợp chặt chẽ giữa phân tích và tổng hợp trong một đoạn văn thì chúng ta thấy rằng câu mở đoạn nêu luận điểm bằng một ý khái quát. Các câu tiếp theo triển khai các luận cứ để làm sáng tỏ luận điểm bằng cách là phân tích. Và hai câu cuối kết đoạn tổng hợp lại cái trò lừa bịp, và lừa bịp xong là trở mặt lại không phải là chuyện ngẫu nhiên, chuyện một lần. Theo Mã Kiều thì cái chuyện này mà hắn đã diễn ra không biết lần thứ mấy, hắn đã thành ra tay nổi tiếng bạc tình. Nhân vật Sở Khanh hoàn thành bức tranh về các nhà chứa. Như vậy, câu này là phần tổng hợp. Khi phân tích xong thì tác giả đã tổng hợp, sử dụng thao tác tổng hợp, nhấn mạnh thêm ý khái quát của luận điểm. Và ý khái quát ở đây nó là cái mức cao nhất của tình hình đổi bại trong xã hội này. Nhìn vào sơ đồ, ta thấy rằng tác giả Hoài Thanh đã làm một công việc phân tích để nhìn nhận rõ sự bẩn thỉu, bần tiện của nhân vật Sở Khanh nói riêng và tình hình đổi bại trong xã hội phong kiến nói chung. Quan sát sơ đồ và tóm tắt, công việc phân tích của tác giả Hoài Thanh là nhìn nhận rất là rõ, cặn kẽ các vấn đề để phân tích, làm rõ được chân dung bẩn thỉu của nhân vật Sở Khanh. Sau khi hắn đã lừa Kiều xong, hắn để cho Kiều bơ vơ bị đày đọa trong một kiếp thanh lâu, hai lượt thanh y hai lần. Một cô gái trong trắng vừa bị vùi xuống nước bùn, muốn vươn lên nhưng lại đạp xuống. Qua ví dụ chúng ta vừa xem xét thì chúng ta thấy được tác giả đã làm một cái công việc phân tích, và để có được một lập luận phân tích thì người viết phải tiến hành các lập luận phân tích cụ thể từ luận điểm lớn để chia tách thành các luận cứ nhỏ. Vậy đoán trích chúng ta vừa xem xét liệu có phải là một lập luận phân tích hay không? Vì sao? Chúng ta thấy rằng đây chính là một lập luận phân tích. Và đoạn trích được viết để làm sáng tỏ một luận điểm. Các luận điểm được phân tích thành các yếu tố để việc xem xét được chi tiết, kỹ càng hơn các lý lẽ. Các yếu tố được sắp xếp theo một trình tự nhất định, từ thấp đến cao, từ đặc điểm chung đến hành động cụ thể, rồi khái quát bản chất để làm sáng tỏ luận điểm cuối cùng. Như vậy, đoạn trích vừa trên chúng ta vừa xem xét đó là một lập luận phân tích. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần 2 nhỏ. Khái niệm về thao tác lập luận phân tích là gì? Thao tác lập luận phân tích là thao tác chia nhỏ các đối tượng thành các yếu tố, bộ phận để xem xét một cách kỹ càng nội dung
hình thức, mối quan hệ bên trong cũng như bên ngoài nhằm phát hiện ra bản chất của đối tượng. Mục đích, yêu cầu của thao tác lập luận là gì? Về mục đích, làm rõ đặc điểm về nội dung, hình thức, cấu trúc và các mối quan hệ bên trong, bên ngoài của đối tượng, sự vật, hiện tượng. Yêu cầu của phân tích. Yêu cầu của thao tác lập luận phân tích. Phân tích phải gắn liền với tổng hợp. Đó là bản chất của thao tác lập luận phân tích trong văn nghị luận. Vậy các em tiến hành phân tích như thế nào? Chúng ta sẽ đi sang phần 2 lớn, cách phân tích. Một, ngữ liệu. Chúng ta xem xét ngữ liệu ở mục 1. Ngữ liệu 1 trong một mục 1 lớn. Và cùng với các đoạn trích ở trong phần 2 lớn này để tìm hiểu cách phân tích như thế nào. Về ngữ liệu 1, mục 1 lớn, cách phân tích, chúng ta xem lại, nhớ lại ở phần 1 lớn cô vừa hướng dẫn cho các bạn. Và phân tích dựa trên quan hệ nội bộ bản thân của đối tượng, những biểu hiện về nhân cách bẩn thỉu của nhân vật sở khanh. Và trong ngữ liệu 1 của mục 2 lớn này, chúng ta sẽ xem xét các yêu cầu như là luận điểm chính của đó là gì, các mặt, các bộ phận, các yếu tố của luận điểm như thế nào. Các mặt, các yếu tố đó được phân chia theo quan hệ nào. Từ sự phân tích đó, tác giả giúp chúng ta hiểu ra điều gì trong truyện Kiều. Các em xem lại đoạn trích trang 26 để chúng ta hiểu được cách phân tích như thế nào của tác giả. Nhưng nói đến những thế lực bạo tàn của số mệnh, không thể không nói đến thế lực của đồng tiền. Trong xã hội, truyện Kiều, đồng tiền đã thành một sức mạnh tác quái rất ghê. Nguyễn Du không phải không nhắc đến tác dụng tốt của đồng tiền. Có tiền, thúc sinh, Từ Hải mới chuộc được Kiều, Kiều mới cứu được cha, và sau này báo được ơn cho người này, người nọ. Đó là những khi đồng tiền nằm trong tay người tốt. Nhưng chủ yếu, Nguyễn Du vẫn nhìn bề mặt tác hại, vì Nguyễn Du thấy rõ cả một loạt hành động gian ác bất chính đều là do đồng tiền chi phối. Quan lại vì tiền mà bất chấp công lý, sai nhà vì tiền mà tra tấn cha con Vương Ông, Tú Bà, Mã Giám Sinh, Bạc Hà, Bạc Hạnh vì tiền mà làm nghề buôn thịt bán người, Sở Khanh vì tiền mà táng tận lương tâm, Khuyển Ưng vì tiền mà làm những điều đại ác, cả một xã hội chạy theo đồng tiền. Máu tham hễ thấy hơi đồng thì mê. Đồng tiền cơ hồ đã trở thành một thế lực vạn năng, tài hoa, nhan sắc, tình nghĩa, nhân phẩm, công lý đều không còn có nghĩa gì trước thế lực của đồng tiền, tài tình, hiếu hạnh. Như Kiều cũng chỉ còn là một món hàng, không hơn không kém. Ngay Kiều nữa, cái việc dại dột nhất, tội lỗi nhất trong suốt cuộc đời nàng, cái việc nghe lời Hồ Tôn Hiến khuyên Từ Hải ra hàng, một phần cũng bởi vì siêu lòng vì ngọc vàng của Hồ Tôn Hiến. Cho nên, nói đến đồng tiền, phần nhiều Nguyễn Du có giọng rất hằn học và khinh bỉ. Ngay khi đồng tiền có tác dụng thu xếp vụ án Vương Ông, Nguyễn Du vẫn mỉa mai chua chát. Trong tay sẵn đồng tiền, dẫu lòng đổi trắng thay đen khó gì, họ chung ra sức giúp vì, lễ tân đã đặt tụng kỳ cũng xong. Trong tuyển tập,
của Hoài Thanh toàn tập tập 2. Đoạn trích này có trong sách giáo khoa trang 26, em không phải ghi. Từ ngữ liệu ở mục 1 phần 2 lớn này, chúng ta sẽ đi tìm hiểu đối tượng của đoạn trích này, đó là đối tượng nào. Như vậy Kem nhìn vào sơ đồ đây, Kem sẽ thấy được. Thứ nhất là đối tượng phân tích trong đoạn văn chính là thế lực của đồng tiền trong xã hội Chuyện Kiều. Đối tượng này đã được tác giả phân chia như thế nào và phân tích cụ thể ra sao? Như vậy thế lực của đồng tiền tác giả chia ra, đó là tác dụng khi đồng tiền có tác dụng tốt, đồng tiền ta có tác hại như thế nào. Tác dụng tốt của đồng tiền tức là khi có tiền thì Kiều được chuộc ra, và có tiền Kiều cứu cha và cứu em. Tác hại của đồng tiền tức là một loạt hành động gian ác, bất chính đều do đồng tiền chi phối. Đồng tiền cơ hồ đã trở thành thế lực của vạn năng. Một loạt các hành động gian ác, bất chính là do đồng tiền chi phối. Vậy những cái hành động gian ác, bất chính đó đồng tiền đã chi phối như thế nào? Đồng tiền đã chi phối bởi quan lại vì tiền mà bất chấp công lý, sai nha vì tiền mà tra tấn người, một số kẻ vì tiền mà buôn bán người, Sở Khanh vì tiền mà tán tận lương tâm, Huyền Ưng vì tiền mà làm điều đại ác, cả một xã hội chạy theo đồng tiền. Và đồng tiền đã cơ hồ trở thành một thế lực vạn năng. Tài hoa, nhan sắc, nhân phẩm không còn ý nghĩa gì. Kiều cũng chỉ là món hàng. Kiều cũng một phần siêu lòng về nàng. Từ đó chúng ta sẽ có một cái sơ đồ nhìn rõ hơn, đúng không? Thế lực của đồng tiền. Như vậy đây là một cái sơ đồ hoàn chỉnh ở các ý mà cô thâu tóm lại trong một sơ đồ này. Như vậy Kem nhìn vào đây chúng ta thấy rằng thế lực của đồng tiền, thế lực của đồng tiền khi đồng tiền nằm trong tay có tác dụng tốt và đồng tiền có mặt tác hại như thế nào. Đồng tiền nằm trong tay của người tốt thì Kiều được chuộc ra, rồi Kiều khi có tiền Kiều cứu cha và cứu em. Tác hại của đồng tiền đã trở thành một cái sức mạnh tác quái rất ghê gớm. Cả một loạt hành động gian ác bất chính là do đồng tiền đều chi phối. Đồng tiền cơ hồ đã trở thành một thế lực vạn năng. Vậy khi đồng tiền bị chi phối bởi gì? Quan lại vì tiền mà bất chấp công lý, sai nha vì tiền mà tra tấn người, một số kẻ vì tiền mà buôn bán người, Sở Khanh vì tiền mà tán tận lương tâm, Khuyển Ưng vì tiền mà làm điều đại ác. Đồng tiền cơ hồ đã trở thành một thế lực vạn năng. Tài hoa, nhan sắc, nhân phẩm không còn nghĩa lý gì. Kiều cũng chỉ là một món hàng. Và ngay cả Kiều, cái việc dại dội nhất, tội lỗi nhất trong đời nàng cũng là do đồng tiền. Đó chính là cái sai lầm lớn nhất của Kiều khi có được Tự Hải mà đánh mất Tự Hải bởi vì lời khuyên của Hồ Tôn Hiến. Nàng động lòng trước lời nói vàng ngọc của Hồ Tôn Hiến, muốn sống một cuộc đời bình an nên khuyên Tự Hải ra hàng. Vì thế mà Tự Hải chết đứng. Có thể nói cả xã hội chạy theo đồng tiền
máu tham dễ thấy hơi đồng thì mê. Nói đến đồng tiền, thái độ của Nguyễn Du rất căm ghét, khinh bỉ. Ngay cả khi đồng tiền có tác dụng thu xếp vụ án Vương Ông thì Nguyễn Du vẫn mỉa mai, chua chát. Và ở đoạn trích này, chúng ta thấy rằng đoạn trích đã phân tích theo quan hệ nội bộ của đối tượng. Đồng tiền vừa có tác dụng tốt, vừa có tác dụng xấu. Tác giả đã phân tích theo quan hệ nguyên nhân, kết quả, phân tích sức mạnh tác quái của đồng tiền và thái độ phê phán, khinh bỉ của Nguyễn Du khi nói đến đồng tiền. Phân tích theo quan hệ kết quả, nguyên nhân, tác hại của đồng tiền. Vì một loạt hành động gian ác bất chính đều do đồng tiền chi phối, đó chính là nguyên nhân. Và trong quá trình lập luận phân tích, lập luận luôn gắn với khái quát tổng hợp. Như vậy trong đoạn trích phân tích trên, tác giả đã phân tích kết hợp với tổng hợp rất là chặt chẽ. Quan hệ giữa phân tích và tổng hợp trong đoạn trích đã thể hiện được trong từng ý nhỏ và trong cả đoạn văn nói về đối tượng. Vậy thì ý nhỏ ở đây là tác hại của đồng tiền. Nêu ý khái quát, nhưng chủ yếu Nguyễn Du vẫn nhìn về mặt tác hại của đồng tiền. Từ đó, tác giả đã phân tích các mặt của đối tượng tổng hợp lại bằng thái độ giọng văn của Nguyễn Du khi nói đến đồng tiền. Như vậy chúng ta đã vừa tìm hiểu ngữ liệu 1 của phần 2 lớn. Bây giờ chúng ta sẽ sang đoạn văn thứ 2 của mục 2. Các em theo dõi đoạn văn thứ 2, trang 27 trong sách giáo khoa. Đoạn này có trong sách giáo khoa rồi. Các em không phải ghi lại đoạn trích này mà chúng ta chỉ nghe và theo dõi. Từ giữa thế kỷ 20, dân số thế giới tăng với nhịp độ chưa từng thấy. Năm 1950, dân số thế giới là 2,5 tỷ người và đến năm 1980, sau 30 năm đã lên tới 4,4 tỷ người. Năm 1987 là 5 tỷ. Nếu cứ theo tốc độ gia tăng của những năm 80 của thế kỷ này, thế kỷ 20 thì đến giữa thế kỷ 21, năm 2050, dân số thế giới sẽ đạt con số gần 9 tỷ người. Dân số ngày càng tăng đã ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống của mỗi cá nhân, mỗi dân tộc, cũng như toàn thể cộng đồng. Những ảnh hưởng đó là do có đủ lương thực. Những ảnh hưởng đó là không có đủ lương thực, thực phẩm cung cấp cho bữa ăn hàng ngày. Từ đó dẫn đến cảnh đói nghèo, tình trạng thiếu dinh dưỡng, dẫn đến sự suy thoái sức khỏe, giống nòi. Không những không phát triển mà còn dễ dàng bị thoái hóa. Dân số tăng trong khi việc làm, cơ sở sản xuất có hạn dẫn đến thiếu việc làm. Thất nghiệp ngày càng gia tăng. Dân số tăng càng nhanh thì chất lượng cuộc sống của gia đình và cá nhân sẽ giảm sút. Ở đoạn 2 này, chúng ta cũng chia tắt đối tượng, xem rằng đoạn trích đã sử dụng cái thao tác phân tích như thế nào, theo cái quan hệ nội bộ của nó ra làm sao.
Như vậy đối tượng nghị luận của đoạn văn ở đây đó là vấn đề dân số trong thời đại ngày nay. Sau đó tác giả đã phân chia thành hai mặt để phân tích, xem xét nội bộ của đối tượng. Tốc độ gia tăng dân số của thế giới tăng với nhịp độ chưa từng thấy. Mặt thứ hai, như vậy tốc độ gia tăng dân số của thế giới tăng với nhịp độ chưa từng thấy, thì chúng ta thấy rằng là gì? À, cái tốc độ này nó lại ảnh hưởng đến rất là lớn, ảnh hưởng xấu đến việc bùng nổ dân số, như thiếu lương thực, thực phẩm. Dân số tăng sẽ ảnh hưởng không tốt đến đời sống của cá nhân, của dân tộc và của cộng đồng. Nó ảnh hưởng đến bữa ăn hàng ngày, suy thoái, sức khỏe, giống nòi, thất nghiệp, suy dinh dưỡng, suy thoái, giống nòi, thiếu việc làm, dẫn đến thất nghiệp. Và ở mặt thứ hai thấy được chia nhỏ thêm nhiều mặt khác nhau để xem xét, để phân tích, làm cho đối tượng nghị luận được sáng tỏ. Như vậy, ngoài ra còn phân tích theo quan hệ nguyên nhân kết quả. Bùng nổ dân số, đó là nguyên nhân và ảnh hưởng đến đời sống con người, đó chính là kết quả. Như vậy, đoạn trích tác giả đã phân chia thành hai mặt để xem xét cụ thể của đối tượng của đoạn văn, đó là vấn đề về dân số trong thời đại ngày nay. Từ các ví dụ, các ngữ liệu chúng ta vừa tìm hiểu, vừa xem xét, bây giờ chúng ta sẽ sang một phần nữa, đó là cách hiểu như thế nào về cách phân tích. Cách phân tích. Khi phân tích, chúng ta cần chia tách đối tượng thành các yếu tố theo những tiêu chí, quan hệ nhất định, quan hệ giữa các yếu tố tạo nên đối tượng, quan hệ nhân quả, quan hệ giữa đối tượng với các đối tượng liên quan, quan hệ giữa người phân tích với đối tượng phân tích. Khi phân tích, cần đi sâu vào từng yếu tố, từng khía cạnh, song cần đặc biệt lưu ý đến quan hệ giữa chúng với nhau trong một chỉnh thể toàn vẹn, thống nhất. Như vậy đó là cách phân tích một thao tác lập luận. Vậy để xây dựng được một lập luận phân tích thì cô sẽ có một cái sơ đồ. Đây, trên đây các em sẽ nhìn rõ khi xây dựng một thao tác lập luận phân tích thì cần có những yếu tố như thế nào. Trước tiên, xây dựng lập luận phân tích thì chúng ta phải xác định được luận điểm, xác lập luận điểm. Và sau đó, chúng ta dùng thao tác phân tích để phân chia luận điểm thành các mặt, các bộ phận, khía cạnh. Rồi, mỗi lần phân chia chỉ dùng một căn cứ thống nhất. Và sau khi dùng mỗi lần phân chia căn cứ thống nhất rồi, thì trong quá trình phân tích chúng ta đi đến tổng hợp, tổng hợp những điều đã phân tích để đưa ra một ý kiến chung sâu sắc, mới mẻ hơn so với nhận xét ban đầu. Như vậy trên đây là một sơ đồ để cho các em nhìn thấy rõ, để xây dựng một lập luận phân tích thì chúng ta cần làm những yếu tố nào. Như vậy các em thấy rằng phân tích, thao tác lập luận phân tích thì phải có những luận điểm, có luận điểm, từ đó
từ luận điểm chúng ta xây dựng các luận cứ. Và các luận cứ đó được tổ chức, được sắp xếp theo một trình tự nhất định. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang phần thứ ba, đó là phần luyện tập. Các em hãy mở sách giáo khoa trang 28, luyện tập trang 28. Trong các đoạn trích dưới đây, người viết đã phân tích đối tượng từ những mối quan hệ nào. Phần này trong sách giáo khoa có những cái đoạn trích cụ thể thì cô sẽ hướng dẫn cho các em. Ở câu A thì chúng ta thấy rằng tác giả đã sử dụng lập luận phân tích dựa trên quan hệ nội bộ của đối tượng. Như vậy đoạn trích A trong sách giáo khoa trang 28, tác giả đã sử dụng lập luận phân tích dựa trên quan hệ nội bộ của đối tượng, tức là làm rõ được diễn biến các cung bậc tâm trạng của Thúy Kiều đau xót quẩn quanh bế tắc. Người bình văn đã dựa vào các yếu tố nghệ thuật như hình ảnh, ngọn đèn, dòng lệ đẫm khăng, ý nghĩa của từ ngữ bản hoàn và âm điệu của câu thơ để tìm ra những biểu hiện mỗi lúc một tăng. Cái dày vò của tâm trạng đang hoàn toàn bế tắc, từ đau xót, rối bời, quanh quẩn đến cảm giác tuyệt đối, cô đơn, cứ xoáy mãi ở trong lòng. Đó là ở đoạn trích A. Còn đoạn B, tác giả đã sử dụng quan hệ với đối tượng này là đối tượng khác có liên quan, như bài thơ Lời Kỹ Nữ của Xuân Diệu với bài Tùy Bà Hành của Bạch Cư Dị. Đó là ở câu 1 phần luyện tập. Tiếp theo chúng ta sang phần 4 bài tập. Câu 1: phân tích vẻ đẹp của ngôn ngữ nghệ thuật trong Tự Tình 2 của Hồ Xuân Hương. Câu 2: tự ti và tự phụ là hai thái độ trái ngược nhau, nhưng đều ảnh hưởng không tốt đến kết quả học tập và công tác. Em hãy phân tích hai căn bệnh trên. Các em hãy hoàn thành bài tập này để chuẩn bị cho tiết học hôm sau. Bài học ngày hôm nay đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại các em ở tiết học hôm sau.